Rồi xin chào anh em, buổi trưa ngày 28 tháng 4 anh em. Rồi buổi trưa nay em lên cho anh em mấy cái thùng xịt thuốc ha. Mấy thùng phun vôi. Rồi mấy cái thùng này thì bán cho anh em là 400 ngàn một thùng anh em, bán là bán xả ha. Cái này thì em không bao gì cả anh em, bán như hình. Một bình gì là 400 ngàn. Rồi anh em nào chốt bình nào thì cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em ha. Máy này thì giật hơi còn ngon lành hết nha anh em, tại vì không không có thợ làm rồi thôi, em bán giá xả luôn cho anh em về mình làm nha anh em. Rồi con này là con số 1 ha, 400 ngàn. Con số 1 nha anh em, 400 ngàn. Con số 2 400 luôn. Để em quay chi tiết từng con cho anh em. Rồi con số 1 nha anh em, 400 ngàn. Con này thì nó còn cái con sùng với lại cái ống luôn. Rồi 400 ngàn. Con số 2. Con số 2 bán cho anh em 400 luôn. Rồi bán như hình nha anh em. Bán giá sát rồi bán giá xả cho anh em luôn. Rồi 400 ngàn bình. Rồi bình này nó hơi xấu một tí, bán cho anh em 350 luôn. Tại nó dính nước sơn nha anh em. 350 ngàn bình ha, bình này bình số 3. Rồi bình số 4. Bình số 4 này 400 ngàn luôn nha anh em. Kiwis nè, 704 vậy nè. Rồi bán 400 ngàn luôn. Con này cũng bán 400 ngàn luôn nha anh em. Kubota 400 ngàn luôn. Con này thì còn có con sùng luôn nè. Con này con số 5 nha anh em. Con số 5 ha, 400 ngàn con Kubota là con số 5. Con bên đây là con số 4 nè, cũng có con sùng luôn. 1, 2, 3, 4, 5. Con này con số 6 anh em. Con số 6 thì FS 400. Con này còn còn đẹp nè. Còn đẹp nhưng mà nó không có cái đế anh em, không có cái đế cái lưng ha. Rồi con sùng còn luôn. Rồi bán cho 400 ngàn luôn nha anh em. 400 ngàn luôn. Rồi con này là con số 6 anh em. Số 6 nè. Số 5 là Kubota. Số 4, số 3, số 2, số 1 nha anh em. Rồi bán cho anh em bán giá xả luôn ha. Thì giá xả rồi cho nên anh em không có bao bị gì hết nha anh em. Anh em nào về mình lấy được đầu máy hay gì đó, hay là mình dọn nổ gì đó nha anh em. Tại vì bên em không có thợ làm mà. Cho nên bán giá xả cho anh em luôn ha. Rồi anh em nào có đặt hàng gì bên phần phụ tùng á thì cứ lên đơn anh em. Lên đơn ha. Phụ tùng thì em có báo giá mỗi loại hết đó, thì anh em nào có đặt hàng thì cứ vào YouTube của em ha, là em là Chí Công anh em, cửa hàng Chí Công ở xã Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ ha. Rồi xin chào tất cả anh em.